Sáng nay, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài. Với hơn 95% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư tại Việt Nam. Việc sửa đổi bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các đại biểu cơ bản cho rằng là cần thiết phải xây dựng luật. Nhiều ý kiến băn khoăn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này cũng như là tiêu chuẩn của lực lượng an ninh bảo vệ hay kinh phí và nguồn ngân sách. Tại phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau. Đại biểu Phạm Văn Hòa thống nhất tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm công an xã bán chuyên trách, tổ bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã giúp chính quyền cơ sở trị an, yên dân. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ việc luật hóa một bộ phận vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và được hưởng chính sách, chế độ sẽ gây bất công cho nhóm khác cũng tham gia công tác trị an ở cơ sở. Hơn nữa, việc quy định chưa chặt chẽ trong dự thảo luật khiến khó xác định được tổng biên chế và cơ chế phụ cấp cho thành viên của lực lượng này tại cơ sở. Điều đó rất dễ phình về chi ngân sách so với dự toán của Bộ Công an. Trong khi đó, so sánh với việc giữ lực lượng công an xã bán chuyên trách và nâng chế độ phụ cấp cho họ thì hiệu quả hơn so với luật hóa lực lượng giữ an ninh trật tự. Thời gian qua, công an chính quy về làm nhiệm vụ ở xã, vị trí công an viên bị thu hẹp, nhưng mặc dù là công tác chung một đơn vị nhưng nhiệm vụ là rất quan trọng, am hiểu địa bàn, xuất thân là người tại địa phương nên ngõ ngách thôn xóm bản làng là rất thông thạo, thậm chí ngôn ngữ chữ viết dân tộc cũng am hiểu. Công an chính quy thì việc này rất khó khăn, đã không thuộc lẻ bàn mà là lại người từ địa phương khác đến mà lại thay đổi liên tục do yêu cầu công tác. Cho nên tôi đề nghị giữ lại lực lượng này và nâng chế độ phụ cấp, trợ cấp để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho lực lượng công an xã. Băn khoăn về điều tương tự, đại biểu Nguyễn Minh Tâm cũng cho rằng quy định thiếu chặt chẽ trong luật sẽ gây phình về biên chế khi luật giao cấp xã được tùy theo tình hình thực tế để tự quyết định thành lập các tổ an ninh trật tự. Tôi đề nghị ban soạn thảo trên cơ sở tổng kết thực tiễn hiện nay cần cân nhắc, nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể về tiêu chí để thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, số lượng tối đa của thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự để áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trong đó cũng cần lưu ý chú trọng đến các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố liên quan. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục được các ý kiến đóng góp. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình ý kiến.